die Haut. Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mitchell Money. Giờ này là buổi sáng chủ nhật, hôm nay mình quay một vòng ở quê của mình cho mọi người xem ha. Ở đây là mình đứng ở ngay chỗ một cánh đồng, thì mọi người có thể thấy là đây là cái làng của mình nè. Đó, nhìn ở dưới kia đẹp không mọi người? Ở dưới kia là có một cái trại người ta trông ngựa đó, người ta giữ ngựa và người ta nuôi ngựa. Đó, còn ở bên đây á là cái khu làng thì cũng khá là rộng. Còn ở đây là cái cánh đồng mà người ta mới cày đất lên. Thì hôm nay mình sẽ đi đến cái khu dân cư mà cái đất nền á người ta mới vừa quy hoạch xong. Mình sẽ đến đó mình quay cho mọi người xem đất nền người ta quy hoạch như thế nào ha. Giá đất nền ở chỗ làng mình thì ra sao. Đó, mọi người thấy chủ nhật á, cho nên là giờ này người ta còn ngủ đó, đóng cửa im lìm, không có thấy người. Và buổi sáng hôm nay thì rất là lạnh. Sáng hôm nay thì âm 4 độ, nhưng mà giờ này nắng đẹp, cho nên là đứng ở dưới nắng á, thì cũng không có lạnh lắm. Ở trong làng mình ở thì rất là ít tòa nhà chung cư, hình như là chỉ có 2 hay 3 tòa nhà chung cư gì thôi, còn lại là nhà riêng hết á mọi người. Thì hầu như là nhà riêng này là ở cứ một gia đình 4 người, 2 vợ chồng, 2 người con. Và đi qua cánh đồng này thì tới cái khu mà khu dân cư mà đất nền người ta mới vừa quy hoạch á, thì mình sẽ đi tới cái lối đi xuống và mình sẽ quay cho mọi người xem cái khu đất nền người ta quy hoạch như thế nào và giá cả ở đây ra sao. Cái khu này người ta hôm trước mình có đi tới đây một lần rồi nhưng mà mình không có quay. Hôm nay thì mình quay lại và mình quay cho mọi người xem. Họ quy hoạch thì cứ nền là 600m² và nền 700m². Và họ đã bắt đầu làm đường. Hôm nay chủ nhật thì giờ này người ta vẫn còn ngủ rất là nhiều. Đó, ai mà mua ở cái khu dân cư mới này thì coi như là kế bên đồng ruộng luôn nè mọi người. Mà ở đây view rất là đẹp luôn ha. View nhìn ra rất là yên tĩnh. Mình thích như thế này nè mọi người. Thì muốn đi bộ, đi ra cái là đi bộ là ra ngoài, ngắm cảnh đồng quê rất là thư giãn, rất là thoải mái. Còn như ở trong thành phố thì bước ra đường là toàn là xe cộ thôi, cho nên là mình không thích và ông xã mình cũng không thích. Ngày xưa khi mà lúc mà mình còn trẻ đó thì mình rất là thích những cái thành phố lớn, nhưng mà bây giờ càng lớn tuổi thì lại càng không có thích những cái thành phố lớn nữa, mà thích những cái vùng quê yên tĩnh như thế này nè. Đặc biệt thì ở Đức, vùng quê thì cũng hiện đại như là ở thành phố vậy đó mọi người. Chỉ là không có những cái trung tâm mua sắm lớn thôi, chứ còn những cái tiện ích thì có đầy đủ hết. Người ta đang làm cơ sở hạ tầng, người ta làm đường, rồi làm đường ống nước, đường ống nước thải. Rồi người ta đặt ống ga mà để dẫn ga vào sưởi ấm đó mọi người. Thì ở Đức là bao giờ xây nhà cũng phải có hệ thống sưởi ấm, một là bằng ga hay là bằng dầu, rồi hoặc là bằng điện. Nói chung là có nhiều cách để sưởi ấm lắm. Đó, mọi người thấy người ta đang làm nè. Phía bên kia đường thì là một dãy nhà, nhà rất bây giờ mắc lắm luôn mọi người. Hôm trước á, mình có quay cái khu khác cho mọi người xem nhà 500-600 ngàn đó. Thì ở đây bây giờ nhà người ta đòi 600-700 một căn nhà như thế này nè. Là tiền euro nha mọi người. Tiền euro thì nhân ra tiền đô, tức là nhân 1.2 á, tính ra tiền Việt thì là 1 euro là 27 ngàn, 28 ngàn. Đó, đường người ta làm rất là đẹp luôn. Đây là đó, nền thì người ta đang đổ như thế này nè mọi người. Thì ở đây là người ta cứ quy hoạch là một nền là 600 hoặc là 700 mét vuông.
Cái này là đường ông xã mình nói là đường ống nước. Thì một nền ở đây là có giá từ 150.000 euro cho đến 200.000 euro. Đây xe đang ủi đất, đang thi công nè. Thì hôm nay chủ nhật, chủ nhật ở Đức thì không có được làm việc gì hết mọi người. Trừ nông dân họ được phép làm việc ở trên ruộng ngày chủ nhật thôi. Còn lại là không ai được phép làm việc ngày chủ nhật. Dạ. Đó mọi người nhìn thấy nền như thế này, xong rồi đến khi mà người ta làm xong đó thì người ta quy, người ta ngăn thành từng cái nền đó, rồi mình xây nhà ở đây. Ở bên kia, ở đây thì là ở phía ngoài kia là thì là cánh đồng. Còn ở đây là mặt đường, thì cửa nhà là sẽ xoay ra mặt đường. Dạ, và tôi can see hinten in garden. Yeah. Cứ mỗi một cái nền thì là nhìn thấy một cái ống nước người ta đưa sẵn lên rồi đó. Còn ở đây thì tiếp theo cái đường kia sẽ ra đường đồng. Dạ. Yeah. Bên kia cũng là bên kia cũng là dãy nhà đó. Còn những cái ngôi nhà này là thường là có một gia đình ở thôi nè mọi người. Nhà nhìn rất là lớn luôn ha. Thì họ làm như thế này, một đường ở giữa và hai bên là khu nền sẽ được làm mới. Một bên, cái bên này nè thì là 700 m². Còn cái bên này thì là sẽ là 600 m². Khi mà thi công đó thì họ cũng ngăn hết những cái đường này lại, cho nên là mình sẽ không có đi vào đây được. Đó, họ có những cái tấm chắn đó, thì khi thi công thì họ sẽ chắn lại. Còn lúc mà thi công, lúc mà trong ngày nghỉ đó, thì họ mở như thế này nè, thì người ta có thể đi bộ ở đây. Ngã tư. Năm trước thì ở cái khu mình ở thì người ta cũng quy hoạch khoảng 100 nền, nhưng mà cứ vừa quy hoạch xong là bán sạch sẽ hết, tại vì danh sách người mua rất là đông. Đúng, hôm đi đến sau phiên S đây hìa, cái lẽ. Ở đây trước đây là một khu ruộng đó mọi người. Thì người ta xây lắp và người ta làm khu dân cư. Thật ra mình nói ở phía bên tay trái thì là sẽ không có cái view đẹp. Ai ở bên này thì mới có cái view đẹp rộng rãi nè. Thường khu dân cư mới đó thì người ta làm đường thẳng đẹp. Còn như những cái trong vào làng mà làng cũ, làng xưa rồi đó thì những con đường nó hay ngoằn ngoèo. Đó thì ở Đức là làm đường là luôn có cái lối đi bộ này mọi người. Thì ở trên này nè, đó là để người ta đi bộ nè. Đi bộ hoặc là những em nhỏ mà chạy xe đạp á. Ở Đức người ta rất hay làm hàng rào bằng cây đó, nhìn rất là đẹp. Có cây, có hàng rào thì cây mùa đông nó rụng trụi lá. Còn có loại hàng rào thì mùa đông nó vẫn xanh. Đó, đây là những cái rào chắn khi mà người ta làm việc, người ta thi công đó thì những cái rào này sẽ chắn lại, không ai đi qua được nè. Còn cái nhà kia là cái toilet di động đó. Ừ,
một nền có giá từ 150.000 euro cho đến 200.000 euro. Thì 200.000 euro là 5 tỷ 6 của Việt Nam mình. Người ta thi công cũng khá là nhanh, bởi vì khoảng tháng trước tụi mình đi ở đây thì đường chưa có làm, nhưng mà hôm nay thì đường đã làm xong rồi. Và đây cũng là con đường người ta sẽ làm nè. Ở đây họ cũng sẽ quy hoạch một cái khu vui chơi cho trẻ em, tức là khu vui chơi hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Thì hôm qua mình có nhận được cái thư của gọi là Gemeinde, mình không biết là gọi là phường, xã gì đó. Thì họ có đưa một cái bản thiết kế là ở đây sẽ làm, sẽ xây một khu vui chơi dành cho trẻ em. Thì ở Đức là những cái khu vui chơi dành cho trẻ em á, là họ làm chẳng hạn như là cầu trượt nè, rồi chỗ để leo trèo nè, rồi họ đổ cát để cho các em chơi đó, nhưng mà hoàn toàn miễn phí. Khi mà vào chơi thì không có phải mất tiền hay gì hết, thì ai cũng có thể đưa con em đến đó chơi. Thường là khi mà họ làm khu dân cư thì họ sẽ làm một khu vui chơi cho trẻ em, hoặc là nếu như mà những cái tòa nhà chung cư mà lớn đó, thì họ cũng phải làm một cái sân chơi cho trẻ em để trẻ em chơi đó. Bởi vì ở Đức thì họ rất là quan tâm đến trẻ em đó. Đó, qua khu dân cư thì lại tới cánh đồng nè mọi người. Đó, xa xa kia thì là khu rừng. Kevin nhà mình thì hôm qua đi đến nhà bạn rồi, ngủ ở nhà bạn, chơi ở nhà bạn, rồi tới chiều nay mới về. Ở đây là một cái đồng cỏ khô. Cái đồng này người ta năm trước người ta trồng hoa cải và người ta để cho nó khô luôn. Thì người ta trồng trước mùa đông đó. Xong rồi người ta sẽ cày cái đất này lên chung với lại cái cải khô này để cho đất nó tốt, cho đất nó xốp hơn đó. Rồi người ta sẽ trồng cái khác. Còn xa xa kia là khu rừng. Thì nếu như mà mua đất ở cái khu dân cư mới này ở đây thì không khí rất là trong lành, bởi vì ở đây rừng cây rất là lớn đó. Bây giờ thì nhìn rừng cây không có cái màu xanh đẹp bởi vì mới hết mùa đông. Còn khi mà đến mùa xuân rồi đó, mùa xuân thì chính thức mùa xuân là cuối tháng 3, thì rừng sẽ xanh trở lại. Phía dưới kia thì là một cái khu mà người ta nuôi ngựa. Người ta nuôi ngựa, người ta chăm sóc ngựa mọi người. Thì ở Đức này có rất là nhiều người, người ta rất là thích cưỡi ngựa. Và khi mà người ta sở hữu một con ngựa đó thì người ta không có thể nào mà nhốt ở nhà được, mà người ta gửi đến những cái nơi mà nuôi ngựa như vậy đó. Thì người đó người ta có học về cách chăm sóc con vật, con ngựa đó. Thì người ta chăm, người ta nuôi, và người ta luôn có những cái đồng cỏ lớn đó để cho ngựa ở bên ngoài ăn cỏ. Mọi người nhìn thấy đẹp không? Đây là một cái trại chăn nuôi. Mình không biết là người ta nuôi heo hay nuôi bò gì đó. Video hôm nay thì mình lại chia sẻ thêm về làng quê nơi mà mình sinh sống, và cho mọi người xem khu đất nền, khu dân cư mới quy hoạch. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nha. Xin cảm ơn các bạn.